Khi tập chúng ta cảm thấy đĩa đệm nó được xoay chuyển nhẹ nhàng ở bên trong. Tương ứng với đằng sau của cái tay này đây là đĩa đệm đằng sau nó được xoay. Ta tập rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Rồi, tiếp theo. Vừa rồi là vùng đĩa đệm ở phía dưới phần bụng, đối diện ra sau lưng. Tiếp theo phần ngực này. Đấm lên phần ngực. Xoay tay. Thu về. Tay trái ra này, tay phải kéo về sau. Thu tay về. Phải ra. Trái kéo về sau. Thu tay về. Trái ra, phải phía sau. Thu tay. Phải ra, trái kéo phía sau. Thu tay. Mỗi vùng bụng này, vùng ngực này, ta có thể làm 3 lần.